xuất hiện tại nhà thờ Bethesda by the Sea ở Palm Beach, Florida để dự lễ phục sinh cùng với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chọn chiếc váy sát nách màu đỏ, in họa tiết hoa, dáng dài đến bắp chân của thương hiệu Azzedine Alia, có giá 3.072 đô la Mỹ. Bà kết hợp cùng đôi giày cao gót màu trắng của Christian Louboutin, có giá hơn 800 đô la Mỹ. Và ngay lập tức, sau khi xuất hiện trước công chúng, chiếc váy này đã trở nên sốt hơn bao giờ. Theo Google Trends, váy phục sinh của Melania Trump trở thành cụm từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày. Nó được thiết kế nhún nở eo và xòe bồng ở chân váy, tôn vóc dáng quyến rũ của đệ nhất phu nhân Mỹ. Trên trang mua sắm thời trang trực tuyến Net-a-Porter, mẫu váy này chỉ còn màu xanh thẫm và tất cả các cỡ đều còn số lượng rất ít hoặc hết hàng.